kiện lần này có nghe của rất nhiều băng được trực tiếp nghe quý thầy quý sư có thuyết pháp, nhưng mà không có ai nói lên được sự thật của chánh pháp. Hôm nay con được thầy đã chỉ dạy cái nào là tà pháp và cái nào là chính pháp. Dù bản thân con có thể thực hành được và có thể chưa thực hành được, nhưng lòng con vẫn cảm thấy an ổn, phân biệt đâu là chánh và đâu là tà. Thì nơi cuối cùng con dâng lên thầy một tấm lòng tri ân. Kính bạch thầy, thầy dạy chúng con rất là xúc động, biết để mà tu chứ chúng con không thể nói lên được sự thật. Bởi vì mình nói lên được sự thật, mình nói lên sự thật, chúng quân của chúng ta đều bị phủ nhận. Như vừa qua con cũng có đọc báo Giác Ngộ, trong đó có một đoàn là phủ nhận về cuốn sách là Đường Về Sự Phật của thầy. Trong đó nói là cái cuốn sách này không được giáo hội công nhận mà đã được in ấn để lưu hành. Thì con đọc cái đoạn đó và con nghĩ rằng cái sự thật mà hiện bày, nếu chúng ta không có duyên thì chúng ta vẫn không gặp cả một giáo hội trong đất nước Việt Nam chúng ta mà không nói lên được sự thật của chánh pháp. Đó là một điều mà con nghĩ rằng là chúng con vẫn chưa được hạnh phúc. Những bậc tôn túc đã đi trước chúng con bao nhiêu thế hệ vẫn không nói lên được sự thật, vậy chúng con là hàng hầu học thừa kế thì chúng con vẫn không thừa được cái hạnh phúc đó. Tuy nhiên bên cạnh ấy, chúng con vẫn cảm thấy vững lòng khi biết đâu là chánh, biết đâu là tà, để chúng con quay về trụ sở mình, làm những cái gì luôn luôn nhớ đến lời của thầy chỉ dạy qua kinh tàng mà Đức Phật đã để lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân và đảnh lễ thầy.